với kinh nghiệm mà năm 2020 thì tôi cũng được bệnh viện giao nhiệm vụ đi vào điều trị cho những bệnh nhân mắc covid 19 nặng thì hôm nay tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm này cho những bệnh nhân mà có mắc COVID-19 hoặc là người thân, tức là khán giả có người thân mắc COVID-19 để hiểu hơn về cái chế độ dinh dưỡng giúp điều trị được thành công và hiệu quả. Thế thì chúng ta thấy là bệnh virus virus corona năm 2019 xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc thì chúng ta thấy nó gây ra cái hội chứng hô hấp cấp rất là nghiêm trọng và người ta gọi là cái hội chứng SARS-CoV-2 và chúng ta thấy là nó đã ảnh hưởng đáng kể đến nền văn minh nhân loại trên toàn thế giới và trở và đến cho đến hiện nay thì nó là một cái căn bệnh mà gây ra tử vong nhiều nhất trên toàn cầu chúng ta thấy là biến trở bệnh thì diễn biến rất là phức tạp có thể là từ không triệu chứng sau đó thì là có các cái triệu chứng và triệu chứng từ nhẹ đến nặng thế và chức năng của cái con virus covid 19 này khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể thì à, chức năng chính của nó là nó gây suy giảm miễn dịch cơ thể thế và điều trị thì chúng ta thấy là điều trị thì à, à, hiện nay thì à, cũng chưa có một cái pháp đồ mà điều trị à, gọi là đặc hiệu chính vì thế điều trị triệu chứng cho những cái bệnh nhân này trong đó có phát đồ điều trị về dinh dưỡng và biến chủng thì chúng ta thấy là có hiện nay thì khi mà tôi vừa cập nhật trên báo thì hiện nay là có 5 biến chủng biến chủng thứ nhất là biến chủng alpha là biến chủng tại anh thế và biến chủng thứ hai là biến chủng ở biến chủng beta ở Nam Phi và biến chủng Gamma ở Brazil thế và biến chủng Delta ở Ấn Độ thế và vừa mới cập nhật là một cái biến chủng là biến chủng Lambda tại Mỹ thế thì chúng ta thấy là có 5 biến chủng mà từ năm từ cái thời điểm đầu tiên năm 2019 cho đến nay thì chúng ta thấy là cái thời gian nó cũng một năm thế nhưng mà biến chủng thì đã thấy là biến chủng đã có năm biến chủng và những cái biến chủng này thì cái tỷ lệ lây nhiễm rất là nhanh các cái triệu chứng thì triệu chứng của bệnh covid nó cũng liên quan đến dinh dưỡng thì tôi cũng xin liệt kê các cái triệu chứng thì những cái bệnh nhân không có triệu chứng thì cái ảnh hưởng về dinh dưỡng nó ít hơn so với những bệnh nhân có triệu chứng những bệnh nhân có triệu chứng ví dụ như là uh, sốt thì người ta thấy là sốt thì chiếm rất là phổ biến. Thế và sốt này thì nó sẽ đấy là một cái biểu hiện phản ứng tự nhiên khi mà virus xâm nhập vào cơ thể. Những tế bào sẽ của cơ thể đó là những cái tế bào miễn dịch. Uh, sẽ phản ứng tức là phát hiện ra là có virus ở trong cơ thể. Virus này nó gây hại cho cơ thể thì lập tức là cơ thể sẽ biểu hiện sốt và khi sốt đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến vấn đề về dinh dưỡng của bệnh nhân. Có nghĩa là gì ạ? Biểu hiện uh, uh, sốt trên lâm sàng thì lập tức là nó sẽ tiêu hao năng lượng và tiêu hao năng lượng thì nó sẽ đồng thời nó sẽ khi mà có biểu hiện viêm ở trong cơ thể thì nó sẽ phân giải khối cơ làm cho những cái bệnh nhân sẽ vừa mất năng lượng vừa mất khối cơ và biểu hiện trên lâm sàng có tụt cân. Thế và ngoài ra thì có bệnh nhân còn có triệu chứng ho khan, ho khan nó cũng làm ảnh hưởng đến cái vấn đề về uh, dung nạp ăn uống của bệnh nhân uh, và bệnh nhân có mệt mỏi, có đau họng thì đấy là những cái triệu chứng của bệnh nhân mà nó làm ảnh hưởng thì dinh dưỡng cũng ảnh hưởng khi mà những cái bệnh nhân này có các cái triệu chứng này thì chúng ta cũng cần phải chú ý là những bệnh nhân có các cái triệu chứng này chúng ta cũng phải chú ý. Ngoài các cái triệu chứng trên thì còn có các cái triệu chứng à, nhưng mà ít gặp chúng ta cũng phải chú ý những cái bệnh nhân có tiêu chảy tiêu chảy nó cũng làm ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu vì các cái chất dinh dưỡng khi mà đưa vào trong cơ thể được hấp thu hoàn toàn và đầy đủ thì bắt buộc là hệ tiêu hóa sẽ phải gì ạ? Hệ tiêu hóa bình thường. Thế nhưng mà triệu chứng của virus SARS-CoV-2 thì nó có thể là những nó có gây nên là tổn thương ảnh hưởng đến đường tiêu hóa thì làm cho bệnh nhân những bệnh nhân mà có tiêu chảy thì lúc đó chúng ta cũng thấy là ảnh hưởng đến vấn đề về dinh dưỡng à, triệu chứng tiếp theo thì là bệnh nhân có mất vị giác mất khứu giác thế thì khi mất vị giác thì à, bệnh nhân ăn uống cũng bị ảnh hưởng có nghĩa là bệnh những người này sẽ không có cảm giác là à, ăn tức là không nếm không có cảm nhận được là vị các cái vị à, vị chua cay À, mặn ngọt là cũng không phát hiện ra chứ chưa nói đến là ăn có ngon hay không Thế rồi lại khứu giác nữa à, một trong những cái ảnh một trong những cái mà nó kích thích ngon miệng đó là khi mà chúng ta nhìn thấy người thấy và nếm thức ăn thì lập tức nếu như theo cơ chế sinh lý thì lập tức ở trong cơ thể À, trong hệ thống đường tiêu hóa đã tiết ra các cái men tiêu hóa để đón à, khi mà cơ thể nạp thức ăn vào thì sẽ có các cái dịch tiêu hóa nó đã được tiết ra để nó đón đón thực phẩm và vào thì tiêu hóa thức ăn như thế nếu như những cái bệnh nhân mà có dấu hiệu mất vị giác và khiếu giác thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề này vấn đề về sinh lý Triệu chứng nữa là những cái bệnh nhân mà khi mà có các cái triệu chứng mà nặng, ví dụ như là suy hô hấp thì chúng ta thấy bình thường những cái bệnh nhân mà như chúng ta đây thì thở không cần phải năng lượng. Thế nhưng mà những cái bệnh nhân mà mắc COVID-19 mà có khó thở, có nghĩa là gì ạ? Người ta lúc đó người ta phải gắng sức. Và khi gắng sức thì đã tăng tiêu hao năng lượng làm cho bệnh nhân tụt cân thì những bệnh nhân mà có khó thở là cũng uh, chúng ta cũng thấy là cũng bị mất dinh dưỡng. Và uh, về triệu chứng về tinh thần thì có những bệnh nhân diễn biến nhanh, thì dẫn đến lơ mơ thì uh, chúng ta thấy là diễn biến nặng thì tất cả những cái triệu chứng có những bệnh nhân diễn biến nặng thì uh, gây ra suy đa tạng, có nghĩa là suy hô hấp, suy tim, suy thận uh, thì bệnh nhân uh, uh, không được nằm ở điều trị ở các cái khoa nhẹ mà phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực dùng các cái biện pháp ví dụ như là biện pháp điều trị như thở máy hay là biện pháp ECMO thì những cái biện pháp này thì về vấn đề can thiệp dinh dưỡng cũng sẽ khác tức là sẽ cần đối với những cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy là về vấn đề mà nặng thì diễn biến nặng thì nó sẽ tiêu hao năng lượng cho bệnh nhân nặng hơn Thế thì chúng ta thấy đi về cái cơ chế mà khi virus SARS-CoV xâm nhập vào trong cơ thể như thế nào? Thì chúng ta thấy là các quý vị và các bạn cứ thấy là cái mô cái cái hình hài của con virus nó giống như một cái quả bóng nhưng mà lại rất là nhiều gai. Nhiều gai này chính là cái protein gai. Protein gai này nó bám vào bề mặt khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể. Ví dụ như là xâm nhập qua đường hô hấp thì khi chúng vào trong cơ thể chúng lập tức là cái tất cả những cái mà cái gai gai tua đó nó sẽ bám lên bề mặt tế bào nó bám lên các cái bề mặt tế bào thì cơ thể lập tức và các anh chị thấy là có các cái tế bào đây là những chú lính tế bào B tế bào T hay là bạch cầu đa nhân đại thực bào thì lập tức cơ thể sẽ phát hiện ra và tấn công ngăn kìm chế nó không cho nó bám trên bề mặt tế bào hoặc là không cho nó khi bám trên bề mặt tế bào thì cũng không cho uh, xâm nhập vào trong tế bào thế thì những cái những những chiến binh như thế này thì người ta gọi là miễn dịch hệ miễn dịch thế và nếu như mà vì là virus sars cov uh, xâm nhập đánh thẳng vào hệ miễn dịch thì nếu như chúng ta thấy là hệ miễn dịch thì khi đó nó sẽ ngăn nó tấn công thì lập tức phản ứng viêm sẽ gì ạ sẽ xảy ra và các cái cytokine thì sẽ được chúng ta thấy là sẽ sản xuất sẽ được sản xuất thế và nếu như mà các cái tế bào này bình thường thì các cái tế bào chúng ta thấy là chiến tấn công thì lập tức cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể có năm loại kháng thể đó là kháng thể IgG, IgA, IgM, IgG và IgD và IgE. Thế thì nếu như mà cơ thể khỏe mạnh, hệ tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân mà trước khi mắc COVID-19 có tình trạng dinh dưỡng tốt, thì chúng ta thấy rồi khi mắc COVID thì được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ thì lập tức các cái tế bào này sẽ được khỏe mạnh và chiến đấu rất là mãnh liệt thì nó sẽ ngăn không cho đây thì cái cái hình đây chúng ta thấy là có cái S protein đó là protein gai nó bám lên trên bề mặt tế bào và nó sẽ xâm nhập vào trong tế bào và virus xâm nhập vào trong tế bào nó sinh sôi nảy nở và nó sẽ gì ạ? Sinh dối rất nhanh, sau đó thì nó lại thoát ra ngoài. Và các anh chị thấy đây có cái um, cái cái hình gai đây, cái hình quả bóng mà nhiều gai đấy nó sẽ thoát ra ngoài và nó xâm nhập vào các cái tế bào khác thì nó, nó đồng thời nó sẽ hủy hoại cái tế bào khi mà nó mà, uh, xâm chiếm, sau đó nó lại đi xâm chiếm các cái tế bào khác. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải bảo vệ cái uh, hệ miễn dịch của chúng ta ở đây. Thế thì uh, chúng ta thấy đi hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch nó có ở đâu? Thì chúng ta thấy là hệ miễn dịch sẽ có ở các mô, các tế bào và các cái cơ quan. Thế và chúng ta thấy là có nguồn gốc thì ở uh, da này, lớp màng nhầy của các tế bào, uh, bạch cầu, uh, hách bạch huyết, tủy xương và lách. Thế thì uh, chúng ta thấy là khi um, um, hệ bạch huyết này sẽ có chức năng là phát hiện ra vật lạ, phản ứng viêm và tạo kháng thể để uh, ngăn không cho vật lạ xâm nhập sâu. Nếu như đã xâm nhập thì không cho nhân xâm nhập sâu vào trong cơ thể. Và chúng ta thấy là uh, hệ miễn dịch thì có ba loại đó là bẩm sinh chủ động và thụ động. Thế thì hệ miễn dịch mà chủ động thì chúng ta thấy là gì ạ? Hiện nay chúng ta đang tiêm vaccine thì đấy chính là hệ miễn dịch chủ động. Có nghĩa là đưa uh, miễn dịch uh, đưa vaccine vào thì cơ thể sẽ tạo miễn dịch chủ động. Thế còn miễn dịch bẩm sinh thì chúng ta thấy là gì ạ? Là do uh, cơ thể của chúng hệ miễn dịch bẩm sinh sẽ được uh, nuôi dưỡng và có thể duy trì và phát triển nhờ vào cái nguồn năng lượng nội sinh và ngoại sinh. Và nguồn năng lượng ngoại sinh bắt buộc phải đưa vào từ ngoài. Đó là gì ạ? Hàng ngày chúng ta cung cấp các cái chất dinh dưỡng đưa vào. Uh, nếu như mà thiếu thì chúng ta thấy là gì ạ sẽ uh, hệ miễn dịch này sẽ không được khỏe chính vì thế dinh dưỡng là điều tất yếu đóng một cái vai trò quan trọng và quyết định đến hệ miễn dịch có khỏe mạnh hay không và chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân có suy dinh dưỡng ở uh, cái ô màu xanh nếu như bệnh nhân có suy dinh dưỡng thì uh, chức chức năng của tế bào chúng ta thấy là tế bào miễn dịch sẽ bị giảm cấu trúc đồng thời giảm chức năng thế và nếu như mà thiếu dinh dưỡng tức là đưa chế độ dinh dưỡng vào nhưng mà lại thiếu đơn lẻ tức là thiếu có thể là thành phần này đủ nhưng mà thành phần khác thiếu thì nó cũng làm thay đổi cái thay đổi hệ miễn dịch cho nên là hệ miễn dịch cũng không được một cách hoàn thiện và đầy đủ nếu như không được cung cấp đầy đủ thì chức năng của nó cũng sẽ không được phát huy tối đa Thế thì chúng ta thấy là dinh dưỡng sẽ có ba chức có ba ba mục tiêu chính. Thứ nhất là tăng khả năng miễn dịch. Thứ hai là tăng sản xuất tế bào miễn dịch. Thứ ba là bảo vệ và sửa chữa mô. Thế thì cái chế độ dinh dưỡng ở đây có 10 mục. Thứ nhất là chúng ta phải cung cấp các chất sinh năng lượng, đó là chất đạm. Mà trong chất đạm thì nó có 22 ở uh, axit amin thiết yếu và không thiết yếu chất béo có 3 chuỗi chuỗi ngắn chuỗi uh, trung bình và chuỗi dài thế và chất bột đường hay vitamin chất khoáng thất chất khoáng thiết yếu không thiết yếu uh, nước chất sơ và các cái thành phần chống oxy hóa thế thì uh, chúng ta thấy là dinh dưỡng mặc dù nhỏ bé đây là một cái hình ảnh mà uh, người thân của tôi vẽ tượng trưng À, cho là dinh dưỡng mặc dù nhỏ bé thế nhưng cũng tham gia vào điều trị để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 Thế thì chúng ta thấy là nguồn năng lượng có cần tăng hay không tăng không hay là cần giảm và nó có ở đâu Thế thì chúng ta thấy là những bệnh nhân có suy dưỡng thì nguồn năng lượng uh, sẽ tăng so với nhu cầu khuyến nghị còn những người mà có thể trạng dinh dưỡng là thừa cân béo phì thì lúc đó chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu so với mức năng lượng khuyến nghị. Thế và nguồn thì lấy ở đâu? Thì chúng ta thấy là có tôi sẽ trình bày 10 nguyên tắc vàng đối với tất cả những bệnh nhân mắc Covid-19. Nếu như mà không thiếu một trong 10 nguyên tắc này thì chúng ta thấy là cái hệ miễn dịch cũng sẽ không được khỏe mạnh. Nguyên tắc thứ nhất và thứ hai thì chúng ta phải cung cấp uh, Chất uh, bột đường Đó là cơm, đó là phở Thế thì cơm hàng ngày Đối với khuyến nghị chung Ở đây là cái khuyến cáo chung Thì 200 đến 250 gram gạo trong một ngày uh, Đây là cái khoảng dao uh, động uh, Thế thì nếu như mà gì ạ uh, Tùy từng người uh, Có thể là ăn ở cái số lượng khác nhau Và chúng ta thấy là cơm thì sẽ được cung cấp nếu như không ăn cơm ở đây nếu ăn cơm thì mình sẽ chia những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân ăn ba bữa ba bữa chính thì sáng có thể là ăn phở chưa trưa ăn cơm tối ăn cơm thế thì nếu như chưa ăn cơm thì ăn là 100g cơm 100g gạo thì sẽ được là 200g cơm ở đây khuyến cáo là gạo gạo tẻ và gạo gạo tẻ dẻo không nào và buổi tối là ăn 100 g ăn 100 g gạo. Và bữa sáng thì ăn 200 g bún hoặc phở tươi. Nếu như không ăn bún hoặc phở tươi thì sẽ ăn sang bánh mì hoặc là gì ạ? bánh đa khô thì 200 g bún tươi sẽ ra là một 200 g bún tươi thì sẽ ra là chúng ta thấy là ăn bánh mì thì 50 g, ăn bánh đa thì 50 g. À, đấy là cái số lượng và đây Uh, ăn cơm ăn phở ăn bún khoai thì uh, có thể là gì ạ Nếu như không ăn cơm chỉ ăn 50 gram gạo thôi thì sẽ ăn được 200 gram khoai và cái mức um, cơm phở bún khoai này nó là nền tảng năng lượng cho cơ thể nếu như ăn không đủ năng lượng uh, và cái nhóm này thì cơ thể sẽ uh, không đủ năng lượng để cho cung cấp cho tế bào nhóm thứ ba nhóm thứ ba là rau thế thì rau trung bình ăn là một ngày 300 đến 350 g rau rau thì ăn theo mùa và ăn đa dạng nhưng mà chia ra làm ba ba bữa nếu như mà gì ạ sáng ăn 100 g trưa ăn 100 g và tối ăn 100 g là ăn chia ra làm 3 lần. Mục đích rau thì cung cấp ngoài chất xơ còn cung cấp các cái vitamin mặc dù nó không sinh năng lượng nhưng mà nó lại rất là tốt trong cái quá trình chuyển hóa để tạo năng lượng ở trong các cái tế bào trong ti thể cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý và tôi cũng xin hướng dẫn luôn là định lượng là rau sống khi mà luộc lên thì hao 20 phần trăm hoặc 30 phần trăm nhưng khi xào thì hao 50 phần chúng ta cũng biết thì chúng ta có thể thay đổi và lựa chọn để chúng ta có thể sử dụng Nguyên tắc thứ nguyên tắc vàng thứ tư đó là ăn các cái loại quả. Thì các cái loại quả thì chia ra làm 3 loại, đó là quả uh, ngọt ít ngọt, quả ngọt trung bình và quả nhiều ngọt. Thế thì quả ít quả ngọt trung bình thì mà, những bệnh nhân mắc COVID-19 trung bình ăn được khoảng từ 200 đến 300 gram quả trong một ngày. Cũng có thể chia làm 3 bữa. Bữa phụ sáng, bữa phụ uh, bữa phụ sáng, bữa phụ chiều, bữa phụ tối hoặc là mình ăn sau bữa ăn sáng, sau bữa ăn trưa và sau bữa ăn tối khoảng 30 phút. À, thế thì cái nhóm quả ít ngọt đó là các cái loại dưa, ví dụ như dưa, dưa hấu, dưa lê, dưa chuột thì có thể ăn đến số lượng được nhiều hơn vì cái lượng lượng lượng, lượng chất bột chất đường ở trong đó ít. Thế còn các cái loại quả ngọt trung bình thì có thể ăn 2 đến 300 À, còn loại ngọt nhiều chỉ có hai loại Đó là gì ạ? Đó là quả sầu riêng và nhà, chuối tiêu Nếu sầu riêng thì chỉ được ăn 100 gram thôi ừ, Nếu như mà những cái bệnh nhân mắc Covid-19 Trong miền Nam mà ăn sầu riêng Thì cái lượng 100 gram sầu riêng Nó có 32 gram đường Cho nên là gì ạ? À, à, nếu như ăn cái loại quả đó Và cái loại chuối tiêu Thì được ăn vào 120 Thế thì à, chúng ta thấy là ăn các cái loại ngọt trung bình đến ngọt trung bình và ít ngọt thì ăn được cái số lượng nhiều hơn mình chia ra làm ba bữa trong một ngày. Nguyên tắc thứ năm là sử dụng chất đạm. Chất đạm này có chức năng là xây dựng cấu trúc nên các cái tế bào, cho nên nó cực kỳ quan trọng đối với những cái hệ các cái tế bào miễn dịch. Thế thì trong cái nhóm đạm thì có đạm ở đây là đạm động vật động vật thì chúng ta thấy là gì ạ? Đạm động vật và đạm thực vật. Mình ăn cơm, mình ăn rau, mình đã được cung cấp cả về năng lượng, cả về đạm thực vật rồi. Thế nhưng đạm động vật này là có chỉ số sinh học rất cao, rất là tốt. Cho nên nếu như ăn thịt thì được 50 gram một ngày. Ăn các cái đồ hải sản cá thì được 80 gram và đồng thời là đậu phụ được 60 gram. Nếu như là đậu phụ ở Hà Nội, người ta bán ở ngoài chợ thì nó tương đương 60 gram này với bằng với một cái điểm bìa đậu à, bìa đậu ở Hà Nội thế còn các nơi các tỉnh thì chúng ta thấy là cân lên 60 gram sẽ được bao nhiêu cái phần miếng có thể là to hơn hoặc bé hơn thì chúng ta cứ cân lên 60 gram thế thì trung bình ăn một ngày là 50 gram thịt thịt thì có thể thịt lợn thịt nạc nhé thịt lợn thịt bò thịt gà là định lượng tương đương bằng nhau cá cũng thế được ăn 80 g có thể là cá nạc cá chấm cá chép mà cá hồi hay cá mòi cá trích thì trong các cái loại cá thì chỉ có cá mòi cá trích cá hồi thì có thêm là omega 3 thế còn các cái loại cá khác thì không có chứa omega 3 thế thì chúng ta thấy là cái định lượng protein là chúng ta đưa vào và chúng ta cũng chia ra làm ba bữa nếu như ăn thịt hoàn toàn thì g đậu này thì sẽ tương đương với 30g thịt nếu như không ăn đậu ngày hôm nay không ăn đậu thì mình sẽ cộng vào 50g thịt cộng với 30g ở đậu này là 80g là cộng là trung bình 160g đây là cái số gọi là khuyến cáo chung thôi chứ còn ở trên từng bệnh nhân thì chúng ta thấy là có thể là tình trạng dinh dưỡng có người tăng hoặc giảm một chút nguyên tắc thứ sáu là về dầu về chất chất béo chất béo nền tảng là đảm bảo các màng đảm bảo màng tế bào được khỏe mạnh thế thì chúng ta thấy là trung bình nếu như mà gì ạ trong bữa ăn một ngày được 20 ml nếu như mà có xào thì sử dụng 10 g 10 ml dầu ăn thế và nếu như không xào mà ăn rau luộc thì sử dụng vừng và lạc thì được 20 g. Quý vị và các bạn chú ý, 20 g này thì nếu như mà một cái thìa cà phê 5 g thì uh, bệnh nhân có thể sử dụng được là 20 5 4 20 được 5 thìa chấm. Ví dụ như là su su luộc chấm với lại vừng lạc thì sử dụng thế. Thế nếu như mà gì ạ, uh, và chúng tôi cũng khuyên là sử nên sử dụng dầu ăn. À, sẽ tốt hơn. Vì sao? Vì trong dầu ăn nó có chứa axit béo không no mà khi nó cung cấp vào trong cơ thể. Mặt thứ nhất là cung cấp năng lượng cao, nhưng mặt thứ hai có tác dụng giảm viêm mà những bệnh nhân có triệu chứng sốt thì khi mà sử dụng các cái chất béo này vào trong cơ thể nó sẽ làm giảm viêm cho bệnh nhân thì giảm sốt trên lâm sàng và giảm ức chế bài tiết cytokine. đấy là cái cơ chế mà điều trị ở trong những cái bệnh nhân à, mắc covid nếu có những cái bệnh nhân có biểu hiện sốt thì chúng ta thấy là nó còn có các cái lợi điểm như thế à, nguyên tắc thứ bảy là sử dụng đường nếu như sử dụng đường thì dưới 15 g trong một ngày à, những bệnh nhân mắc covid có thể là say quả ra thì xay các cái, ví dụ như là cam chẳng sử dụng cam thì vắt nước cam có thể cho đường vào nếu như mình ăn 3 lần thì mình có thể là pha pha đường vào thế nhưng mà chỉ là gì ạ dưới 15gam thôi mình sử dụng một cái thìa cà phê 5gam thì mỗi một lần mình pha quả thì mình pha um, khoảng 3 thìa non thì nó sẽ được khoảng uh, trên 10 10 đến 12gam đường thì nó cũng cung cấp năng lượng. Còn có những bệnh nhân mà không sử dụng đường thì có thể là đổi sang quả. Thì đổi sang quả thì là được 100 gram quả ngọt trung bình. Thì uh, quý vị cũng có thể biết được để sử dụng. Hoặc là có thể gì ạ? Có thể biết được là à chuyển đổi thì có thể sử dụng thay không dùng đường thì có thể chuyển sang mật ong. Nguyên tắc thứ 8 là sử dụng uh, muối. Thế thì muối khuyến cáo là dưới 6 gram trong một ngày. Có nghĩa là sử dụng 3 bữa. Ờ, trong một ngày là mỗi một bữa là, là 2 gam Ví dụ như buổi sáng mình sử dụng là 2 gam Buổi trưa là 1, 2 gam, buổi tối là 1 gam Thì là 5 gam Còn nếu như không sử dụng bột canh mà sử dụng nước mắm Thì mình sử dụng nước mắm thì Cái loại nước mắm mà thông dụng trên thị trường Thì có thể là độ mặn là 20% Có nghĩa là 10ml sẽ có 1 uh, gam muối uh, 10ml sẽ có 2 gam muối 5ml thì sẽ có một gam muối thì cứ tương đương như thế có thể là quý vị và các bạn sẽ thay đổi thì nó sẽ kiểm soát mục đích là gì ạ không làm cho tăng gánh nặng tuần hoàn bởi vì là nếu như tăng gánh nặng tuần hoàn đối với những cái bệnh nhân có thể là chỉ cần thừa nước thôi những cái triệu chứng những bệnh nhân có triệu chứng nó có thể là gì sẽ gây ra phù phổi thì chúng ta thấy là tăng gánh cho cơ thể chúng ta phải chú ý đến cái thành phần này Thế còn lượng nước cho bệnh nhân Nguyên tắc thứ 9 Thì nếu như bệnh nhân không có tiêu chảy Thì dưới 55 tuổi Chúng ta sẽ khuyến cáo là Uống là 40ml trên kg cân nặng Còn trên 55 tuổi Thì uống là 35ml trên kg cân nặng Những bệnh nhân không có Những bệnh nhân có triệu chứng Nếu như có sốt Thì cứ sốt tăng 1 độ Thì mình phải bù thêm 150ml nước Còn bệnh nhân mà có tiêu chảy thì mình phải chú ý là xem tiêu chảy có bị mất nhiều không để mình bù nước vào. Thế còn một điều nữa mà tiêu chảy chống chỉ định nếu như mà tiêu chảy khoảng 1.000 ml phân trong một ngày thì trường hợp này sẽ chống chỉ định nuôi dưỡng đường tiêu hóa bắt buộc lúc đó sẽ phải có cái phát đồ nuôi dưỡng đường tĩnh mạch vì có nuôi vào thì cũng không hấp thu các cái chất dinh dưỡng thế nhưng mà những cái bệnh nhân mà có triệu chứng ở các cái khoa nhẹ thì thường tiêu chảy cũng sẽ không nặng như những cái bệnh nhân mà ở nằm ở khoa khoa hồi sức tích cực nguyên tắc thứ 10 là um, sử dụng sữa thế sử dụng sữa thì mục đích là bổ sung uh, năng lượng thì uh, uh, chúng ta thấy là sử dụng sữa tươi chẳng hạn thì sẽ cung cấp lượng canxi vào trong bổ sung vào trong cái chế độ ăn nếu như không có sữa thì cái chế độ ăn nó chỉ khoảng được 60 phần trăm lượng canxi thôi cho nên là chúng ta thấy là cái nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc thứ 10 là chúng ta phải bổ sung sữa trong cái chế độ này ngoài ra thì còn sử dụng các cái loại gia vị ví dụ như là gừng tỏi hạt tiêu nghệ lá chanh đinh lăng tía tô kinh giới hay húng những cái loại này rất nhiều và rất phổ biến ở các cái vùng miền của Việt Nam nó sẽ giúp cho gì ạ các cái chất nó có cái tính kháng sinh nó có tinh dầu và nó cũng khi mà sử dụng vào trong cơ thể thì nó cũng tham gia vào quá trình chống oxy hóa rất là tốt có thể sử dụng bằng cách là cho vào gia vị và một cái loại nữa đó là trà, các cái loại trà mà chúng ta uống. Ví dụ như trà xanh ở Việt Nam hay có rất thông dụng. Thì khi sử dụng trà thì vào trong cơ thể sẽ nó sẽ sản sinh ra chất cysteine và nó tạo ra glutathione. Đó là cái chất chống oxy hóa cực mạnh và có tác dụng đối với cái tế bào hệ miễn dịch. Một cái slide cuối cùng, mà tôi tóm lại trong 10 nguyên tắc vàng. Nếu như sử dụng đầy đủ 10 nguyên tắc này trong chế độ dinh dưỡng. Thì chúng ta thấy là hệ miễn dịch mà quý vị và các bạn thấy là gì ạ? Hay uh, hệ miễn dịch thì chúng ta thấy là cái miễn dịch thụ động là người ta đưa cái kháng thể igg vào uh, bằng có đường huyết thanh hoặc bằng con đường tiêu hóa vào. Thế nhưng nếu như mà cơ thể của bệnh nhân mắc covid mà sử dụng chế độ dinh dưỡng đầy đủ và đúng thì lập tức cơ thể sẽ sản sinh ra igg nội sinh đó là 2.000 đến 2.500 mg tùy tình trạng dinh dưỡng và IgG, IgA thì cũng sản sinh ra 2.000 đến 2.500 mg có nghĩa là hệ miễn dịch của cơ thể đã được sản sinh ra đủ kháng thể để để chống chọi để tiêu diệt virus thì chúng ta thấy đây là một cái nguyên tắc dinh dưỡng chung cơ bản để giúp cung cấp cho những bệnh nhân mắc COVID-19 có thể hiểu được cơ bản. À, thế còn những cái bệnh lý những cái bệnh nhân mà mắc các cái bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh đái tháo đường, bệnh suy thận à, hay bệnh tăng huyết áp hay suy tim thì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ? đi à, sẽ phải điều chỉnh các cái thành phần, điều chỉnh các số lượng ở trong cái 10 nguyên tắc này. À, trên đây là toàn bộ à, những cái phần cơ bản về dinh dưỡng.